trong trận đấu ngày hôm nay. Đấy, và bây giờ sẽ là đến với những màn vượt chướng ngại vật thật tuyệt vời. Độ khó tiếp tục được nâng cao hơn. Vâng, với hai chướng ngại vật chất đều lại với nhau. Vâng, và bây giờ sẽ là bàn nhau nào. Wow, và tiếp tục chúng ta vâng, quyết định sân khấu. Wow, rất tuyệt vời. Vâng, và dường như hai chướng ngại vật không thể làm khó với bàn tiếp của chúng ta. Thank you.